Xin kính chào quý vị và các bạn. Thịnh Nguyễn đang có mặt tại khu vực của tượng đài hai con sư tử vàng tại thành phố biển Sihanoukville. Mời quý vị cùng Thịnh Nguyễn đi một vòng khám phá, tìm hiểu về thành phố biển Sihanoukville của đất nước bạn Campuchia. Quý vị thấy đây là những cái công trình rất lớn xây dựng khu vực xung quanh của tượng hai sư tử vàng. Đây sẽ là những khách sạn, những nhà hàng. Đây là hướng để đi về khách sạn Soka, bãi tắm Soka và khách sạn Independent, cũng như quý vị có thể đến được cái khu vực của khách sạn nhà hàng New Peak. Còn đây là cái hướng để quý vị có thể đến được với khu vực của bãi tắm Ocean View, với một số cái khách sạn khá lớn đạt tiêu chuẩn khoảng 3-4 sao, nằm dọc theo khu vực bãi biển Ocean View. Còn bây giờ Thịnh Nguyễn sẽ mời quý vị cùng với Thịnh Nguyễn đến với một con đường khá đẹp, và con đường này cũng khá thú vị vì nó là con đường dẫn quý vị đến với lại bến tàu để đi khám phá quần đảo của thành phố biển Sihanoukville. Trong đó thì quý vị đã từng nghe đến đó là đảo Koh Rong Salem và Koh Kok. Bây giờ mời quý vị cùng với Thịnh Nguyễn mình đến với con đường này và ra đến bến tàu. Đây mình nhớ ha, đây là đường Ocean View. Buổi tối thì đường sẽ được mở đèn và nhiều khi sẽ hấp dẫn và đẹp hơn. Còn đây là chiếc túc túc, một trong những phương tiện đi lại vào buổi tối hoặc là những cái lúc mà quý vị đến với thành phố biển này mà mình có thời gian rảnh. Dọc con đường đi này thì quý vị sẽ nhìn thấy đó là các hàng quán, các cái khu vực để phục vụ. Quý vị thấy chiếc xe màu vàng đó là một cái hãng xe để đưa quý vị, đưa những du khách lẻ tự đến với lại thành phố biển này cũng được. Thành phố
Đến đây thì quý vị cũng có thể tìm hiểu các thông tin du lịch của địa phương bởi những cái Tourist Information Center như thế này. Quý vị đang nhìn thấy. Còn đây là chiếc xe gọi là Super Tút Tút luôn quý vị. Một chiếc xe hơi cũ được chỉnh sửa lại. Đây, quý vị cận cảnh cho quý vị nhìn thấy. Bây giờ mình đang đi xuống gần khu vực bến cảng để lên tàu đi các cái đảo ở đây. Và quý vị cũng sẽ nhìn thấy khu vực này có một vài khách sạn là tiêu chuẩn 4 sao, một vài khách sạn nhà nghỉ và rất rất nhiều cái hàng quán bán về thực phẩm, về thức uống tại đây. Đây là các cái công ty du lịch tại chỗ để bán vé đi đảo cũng như một vài cái vé bus. Sau khi quý vị xem thỏi clip này thì khi đặt chân đến với thành phố biển Sinopville này, quý vị có thể dễ dàng đi dạo khu vực của tượng đài Hai Sư Tử cũng như đến được cái bến tàu một cách dễ dàng nhất. Và đây là cái dịch vụ massage. Uống đồ ăn đầy đủ như thế này. Đây, bến tàu đang ở phía trước rồi các bạn. Và trước khi đi tắm biển cũng như đi chơi thì các bạn và quý vị cũng sẽ nhìn thấy rằng là
ở đâu cũng vậy, sẽ có bán những dịch vụ để đi biển như nón, kiến râm, kiến mát, những cái túi để đồ để chống ướt, cũng như những cái đôi dép lào xinh xắn như thế này. Và đây là những chiếc xe ôm ở Việt Nam mình gọi là xe ôm, bên này gọi là mô tô đúp. Đây, welcome traveling to island. Vì thấy rất là thoải mái đây, còn bãi biển dọc theo khu vực này rất đẹp. Đấy là toàn bộ hành trình từ khu vực của tượng đài hay sư tử vàng đến với cầu cảng để đi đảo ở khu vực của Koromsalem. Và bên cạnh của cầu cảng để đi đảo này thì quý vị sẽ nhìn thấy được một bãi tắm rất đẹp như thế này. Đó chính là bãi tắm Ocean.